Trong 5 năm qua, D4X thay đổi sở thích hương vị của người sử dụng. Trong thời gian này, sản phẩm đã không chỉ trở nên thông dụng trên thế giới, mà còn nhận được sự công nhận rộng rãi của các chuyên gia và các nhà khoa học. Đã đến thời của các sản phẩm hoàn thiện thế hệ mới, dòng sản phẩm Smart Food từ Vision, một từ mới xuất hiện trong ngành công nghiệp thức ăn thông minh. Smart Food từ Vision, nền tảng của một lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân bằng. D4X tăng cường thành phần thức ăn thông minh độc đáo, sự lựa chọn độc quyền các giống tốt nhất của mật ong và các thành phần khác, có hiệu quả trong việc làm sạch cơ thể và cung cấp cho nó các chất dinh dưỡng thiết yếu. D4X không thay thế những thực phẩm thông thường, nên đừng quên ăn thường xuyên các thực phẩm có lợi. Không có hạn chế nào trong việc sử dụng thức ăn thông minh. Bạn có thể sử dụng chúng bao nhiêu tùy bạn, như những thực phẩm thông thường. Hiện nay, dòng sản phẩm bao gồm 4 loại, đáp ứng các nhu cầu khác nhau: Get Active, Get Young, Get Smart và Get Detox, tăng cường thành phần superfood độc đáo, tạo spirulina, acai berry, matcha và mật ong manuka 20+. Kết hợp với chế độ ăn uống hàng ngày, giúp bạn nạp thêm năng lượng và giải quyết những công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều sức lực. Superfood, một món quà cuộc sống từ thiên nhiên, giàu chất dinh dưỡng, thức ăn cung cấp một tiềm năng sống tuyệt vời. Superfood nạp năng lượng cho cơ thể của bạn, luôn đảm bảo sức khỏe tối ưu và hiệu quả của hoạt động sống, là nguồn giàu các chất dinh dưỡng. Các sản phẩm D4X được tạo ra nhờ việc ứng dụng công nghệ nano, sử dụng các thành phần hữu cơ và thân thiện với môi trường. Việc ứng dụng công nghệ nano trong quá trình sản xuất cho phép sử dụng các hạt nhỏ dưới 100 nanomet kích thước mỗi hạt, giàu chất dinh dưỡng, có lợi, đảm bảo sự hấp thụ hiệu quả hơn các thực phẩm chức năng có trong sản phẩm của chúng tôi. Các sản phẩm D4X của dòng Smart Food được tạo ra từ các loại hiện đại nhất của các hạt nano, được bao phủ bởi các tế bào chiết xuất từ thảo dược. Liposam giúp tăng cường sức đề kháng với các chất dịch của đường tiêu hóa, cải thiện tiêu hóa nhờ các thành phần hoạt tính, do đó làm tăng nồng độ của chúng trong máu và tăng hiệu quả các sản phẩm dòng Smart Food. Cốc tai mật ong độc quyền trong thành phần D4X thanh lọc cơ thể bạn và cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu. Mỗi giọt mật ong chứa khoảng 70 chất thiết yếu cho cơ thể con người. Để đạt được hiệu quả rõ nét nhất trong thành phần của tất cả sản phẩm D4X, gồm sự tuyển chọn độc đáo các loại mật ong như manuka, kiều mạch, dưa mật, mật ong rừng, cải dầu, hoa oải hương, hoa hướng dương, chanh và mật cây hoa chuông. Các thành phần sinh học hoạt tính khác cũng có vai trò không thể thay thế. Quả amla, superfood, hiệu quả trong việc chống lão hóa, giảm huyết áp và giúp tim khỏe mạnh. Quả nho duy trì sinh sản tế bào bình thường, mang lại sự trẻ trung, sức mạnh, trái tim và tinh thần khỏe mạnh. Bạch quả kích thích hoạt động trí não, cải thiện lưu lượng máu đến não và tăng cường trí nhớ. Nhân sâm cải thiện các chức năng của cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng sức chịu đựng và giảm mệt mỏi. L-carnosine tăng khả năng làm việc, sức chịu đựng thể chất và cung cấp năng lượng khi tập thể dục. L-arginine giúp thư giãn các mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Dâm bụt giúp điều trị mất cảm giác ngon miệng, cảm lạnh, rối loạn thần kinh và rối loạn tim. Bồ công anh có lợi cho màu sắc của da, kích thích đạo máu, được sử dụng như một thuốc lợi tiểu và biện pháp giúp tiêu hóa. Đông trùng hạ thảo, một loại chất kích thích làm tăng năng lượng, khả năng làm việc, sức chịu đựng, giảm mệt mỏi. Viên mật cải thiện khả năng thực hiện các bài tập thể dục, đẩy nhanh quá trình phục hồi sau luyện tập. Cacao có chứa một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất trong các loại thực phẩm. Get Young, giải pháp hiệu quả chống lại những thay đổi của thời gian. Get Young bao gồm các chất dinh dưỡng và các chất chiết xuất từ thực vật, dành cho các chiến lược chống lại sự lão hóa, ngăn chặn các thay đổi liên quan đến tuổi tác, tăng tuổi thọ, kích thích tái tạo tế bào và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tổ hợp Superfood Acai Berry, phương pháp chống lão hóa, quả cọ acai cung cấp cho cơ thể các chất chống oxy hóa và hầu hết tất cả các vitamin, khoáng chất cần thiết. Hãy nạp năng lượng bất cứ lúc nào cùng với Get Active, gồm các chất dinh dưỡng chiết xuất thảo dược và các liệu pháp tổng thể. Tổ hợp giúp cơ thể kết hợp tối ưu tất cả các yếu tố cần thiết cho sức khỏe và duy trì năng lượng ở mức cao. Đây là một nền tảng an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả cho một lối sống lành mạnh, học tập tích cực và khả năng cạnh tranh cao. Tổ hợp Superfood Spirulina, giàu nguồn beta-carotene và canxi. Tảo này giúp duy trì năng lượng những lúc hoạt động thể chất cường độ cao. Get Smart như cây gậy thần kỳ, phương pháp tuyệt vời để kích hoạt hoạt động của não bộ. Tổ hợp dùng để tăng cường trí nhớ và cải thiện khả năng học tập.
tổ hợp Superfood Matcha, thực phẩm thông minh quan trọng nhất, cần thiết cho sự hoạt động bình thường của não bộ. Matcha giảm stress và mệt mỏi, cải thiện tâm trạng, nạp năng lượng và tăng tính tập trung. D4X Get Detox, một công cụ mạnh mẽ để khôi phục lại sự cân bằng sinh lý. Tổ hợp huy động các nguồn lực của cơ thể và bắt đầu quá trình thanh lọc mà vẫn duy trì tất cả các chức năng ở trạng thái khỏe mạnh. Tổ hợp Superfood, mật ong Manuka 20+, vua của tất cả các loại mật, một trong những mật ong Manuka mạnh nhất trên thế giới và mạnh gấp khoảng 200 lần so với các loại mật ong khác. Tất cả các sản phẩm D4X được chiết xuất tuyệt đối từ những thành phần tự nhiên chất lượng cao, đã được kiểm chứng qua thời gian với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến như phương pháp sấy khô lạnh chân không, đồng nhất phân tử, chiết xuất không xâm lấn bởi liposam ở mức độ các hạt nano. Tất cả những thành phần cấu thành đều được thu thập từ những vùng sạch nhất trên thế giới. Chất lượng sản phẩm hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế ISO và GMP. D4X được đóng gói kín trong túi, đảm bảo giữ được độ tươi và giàu các đặc tính của sản phẩm. Giờ ta hãy cùng nhìn lại sản phẩm kỳ diệu này và những tầm cao tăng trưởng mới với kinh doanh trong công ty Vision của bạn. Các sản phẩm D4X thế hệ mới, đó thực sự là châu báu trong số các sản phẩm của chúng tôi. Những mẫu sản phẩm này sẽ giúp bạn tạo dựng những mối quan hệ trong kinh doanh, thu hút những đối tác mới và giúp doanh số của bạn tăng trưởng tuyệt vời. D4X là hiện thân của triết lý công ty, là sản phẩm rất ngon, dễ tiếp cận và phù hợp với mọi đối tượng. Trong kinh doanh theo mạng, điều đặc biệt quan trọng là tìm kiếm bạn hàng mới, cuốn hút họ bằng cách mang lại cho họ những cơ hội mới. Vì vậy, đường đến thành công nằm ở hai từ cái gì và như thế nào. Đó là thông qua sản phẩm chính hãng của chúng tôi và sự khéo léo giới thiệu những sản phẩm này tới bạn hàng tiềm năng. Dòng sản phẩm mới D4X là sản phẩm tốt nhất giúp bạn chạm tới khách hàng mới và mở toang những cánh cửa cơ hội mới. Hãy giới thiệu tới các bạn sinh viên đang chuẩn bị bài kiểm tra hoặc đang ôn thi. Hãy để lại vài mẫu sản phẩm cho các chị em, những người không thờ ơ với ngoại hình của mình. Hãy cho các vận động viên vốn đang mệt mỏi với nhiều giờ căng thẳng trong phòng tập dùng thử, hoặc giả những nhân viên văn phòng cả ngày làm việc trước màn hình máy tính. D4X, đó là giải pháp lý tưởng cho mỗi người. Không phải bạn là nhân vật hành động chính trong cuộc gặp lần đầu, mà là khách mua hàng của bạn, người có thể sẽ trở thành bạn hàng của bạn. Vì vậy đừng giới thiệu, trình chiếu gì cả, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Hãy lắng nghe khách hàng, hỏi thăm sức khỏe, thói quen của họ, cùng thảo luận những trông đợi của họ. Hãy để lại vài mẫu D4X và ấn định thời gian cho cuộc gặp lần sau. Những phản hồi từ cuộc gặp lần đầu là tư liệu để tiếp tục trao đổi về sau. Các bạn hãy hỏi khách hàng về mẫu sản phẩm D4X đã dùng thử. Hãy cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin về sản phẩm hơn nữa, kể về những chi tiết thú vị và giải thích tính đa năng của sản phẩm. Bắt đầu kể về cơ hội thăng tiến và lập nghiệp cùng Vision. Sứ mệnh cuối cùng của bạn là thuyết phục được người đối diện đặt mua sản phẩm, giúp cho người ấy trở thành bạn hàng của bạn và cùng tham gia công việc. Hãy cố gắng giải thích cho khách hàng một cách dễ hiểu nhất những gì cần phải chờ đợi, giấy tờ gì cần phải ký và thời điểm nào hàng sẽ tới nơi. Bạn hãy là người thủ lĩnh, hãy chỉ lối đón nhận thành công thế nào, hãy chia sẻ triết lý của công ty và hãy luôn nhắc lại sự đền đáp, phần thưởng đặc biệt đang chờ đợi anh ta ở phía trước. Sản phẩm D4X được đóng gói trong các túi nhỏ, dễ sử dụng và tiện đem theo người. Không cần phải chuẩn bị pha chế gì cả, đừng ngần ngại sáng tạo, có thể sử dụng D4X với nước, uống với trà, nước hoa quả, sữa hoặc sữa chua, khi đó sản phẩm sẽ trở thành món ăn nhẹ bổ ích và ngon tuyệt. Thành công không thần kỳ, cũng không bí ẩn. Thành công là hệ quả tự nhiên của việc áp dụng một cách nhất quán các nguyên tắc cơ bản,